Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình An ninh ATV do báo An ninh Thủ đô sản xuất. Sau đây là những tin chính sẽ có trong phần tin trong nước. Đại hội Đảng bộ Công an quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025. Phát hiện tụ điểm sản xuất lắp ráp các loại súng tự chế. Bắt giữ đối tượng gây ra 21 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, Đảng bộ Công an quận Ba Đình tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020.